chào quý vị và các bạn. Ngày và đêm hôm qua, mặc dù đã suy yếu nhưng không khí lạnh vẫn kết hợp với vùng gió mạnh trên cao, duy trì tiết trời âm u cho tới các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và gây ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trưa ngày hôm qua, mưa đá lại xuất hiện ở Lào Cai. Không khí lạnh đi xuống đến các tỉnh miền Trung cũng đã gây ra dông lốc mạnh cho nhiều nơi thuộc khu vực này. Mưa dông đã gây thiệt hại cho nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn diễn ra nắng nóng oi bức do ảnh hưởng của khối không khí nóng ở phía Tây. Áp cao lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu thêm. Vùng áp thấp phía tây mở rộng về phía đông nam. Sau đó mưa trên miền Bắc sẽ giảm dần. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Bình Thuận mưa cũng giảm chỉ còn ở mức độ vài nơi. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày rác. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí nóng từ phía Tây. Trên cao nằm bờ rìa phía Tây của lưỡi áp cao biển, ngày nắng và oi bức. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Áp cao lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu, vùng áp thấp phía tây mở rộng về phía đông nam. Sau đó trong ngày và đêm nay, tại các tỉnh thành phía đông Bắc Bộ cũng như tại khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ giảm mây, trưa chiều trời nắng khiến cho nhiệt độ tăng cao hơn so với 24 giờ qua. Tuy nhiên đến chiều tối và đêm nay thì thời tiết nơi đây sẽ nhiều mây hơn và có thể xuất hiện mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 31 độ, đêm nay thấp nhất duy trì mức từ 22 đến 24 độ, độ ẩm dao động từ 70 đến 80%. Không khí lạnh suy yếu khiến mây trên khu vực thành phố Hải Phòng cũng mỏng dần, trời hửng nắng. Tuy nhiên thì vào chiều tối và đêm, những cơn gió đông nam chứa nhiều hơi ẩm lại được thổi vào đất liền. Chính vì vậy mà tại khu vực vẫn xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 27 đến 29 độ, về đêm nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm không khí khá cao, đạt mức từ 80 đến 90%. Trong những ngày tới, thời tiết tại các đô thị phía Bắc sẽ tiếp tục giảm mưa và nhiệt độ tăng dần lên. Tuy nhiên, vào sáng sớm vẫn có thể xuất hiện sương mù và mưa nhỏ. Vì vậy, giao thông và sinh hoạt trong những ngày đầu tháng 4 sẽ diễn ra khá thuận lợi. Vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam, do đó thời tiết tại khu vực thành phố Đà Nẵng trong ngày và đêm nay hầu như không mưa, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên do nhiệt độ chưa tăng lên cao quá, vì vậy thời tiết vẫn còn khá dễ chịu. Chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ, đêm nay nhiệt độ thấp nhất duy trì mức từ 24 đến 26 độ, độ ẩm khoảng 65 đến 70%. Kết quả đo môi trường lao động năm 2012 của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng cho thấy, trong tổng số hơn 5.000 mẫu được lấy tại các đơn vị doanh nghiệp, thì có 450 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép về an toàn vệ sinh lao động, chiếm khoảng 7,8%. Trong đó, số mẫu về khí hậu, hơi khí độc và độ cồn và độ ồn vượt tiêu chuẩn cho phép chiếm tỷ lệ lớn. Đây vẫn là các lỗi vi phạm của những năm trước, qua đó cho thấy điều kiện làm việc ở các doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều và vẫn chưa bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Xin được quay trở lại với thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay và trong vài ngày tới, nơi đây vẫn chịu tác động chủ yếu của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng nóng còn tiếp tục duy trì. Ban ngày trời ít mây khiến cho buổi trưa nhiệt độ luôn ở mức cao, từ 35 đến 36 độ, trời nắng bức. Nhiệt độ ban đêm cũng khá cao ở vào khoảng 27 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình từ 45 đến 55%. Do bị hút nốt cả ngày, bốc hơi mạnh nên về chiều tối sẽ xuất hiện mưa dông nhiệt ở vài nơi. Sự đan xen của những cơn mưa bất chợt không đủ xoa dịu bầu không khí nóng bức mà còn khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng bởi hơi đất xông lên. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trên địa bàn thành phố đo được từ năm 2003 đến nay vẫn luôn vượt tiêu chuẩn cho phép. Hai yếu tố gây ra ô nhiễm nặng không khí là hoạt động sản xuất công nghiệp và giao thông chiếm hơn 80%. Ba khu vực quận huyện bị ô nhiễm không khí nặng nhất là Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh. Nguyên nhân là do những khu vực này thường xuyên bị hứng chịu khí ô nhiễm từ nội thành khuếch tán theo hướng gió về. Cuối cùng là dự báo thời tiết tại thành phố Cần Thơ. Cũng nằm trong sự khống chế của khối không khí nóng ở phía Tây, nên thời tiết tại khu vực thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay vẫn diễn ra nắng nóng và oi bức, trời hanh khô. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức từ 34 đến 35 độ, đêm nay nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, độ ẩm khoảng 50 cho tới 55%. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.